Chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu giày len cho bé như thế này ha. Phía trước thì mình có làm họa tiết giống như những cái móng mèo nè. Đây là toàn bộ thân giày, mặt đế ha. Thì để làm được mẫu giày này, ở đây mình sử dụng là len miêu cốt tông cuộn 125g. Sợi len của mình dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Và kim móc mình sử dụng để móc mẫu giày này là kim móc hai đầu. Thì mình sẽ dùng đầu số 4 ha. Những bạn nào mà không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể sử dụng cái đầu kim mà các bạn có. Sau đó mình sẽ so sánh đầu kim với sợi len. Thì khi đưa vào đầu kim của mình nó sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len là được ha. Cho mũi móc của mình được chắc chắn và mẫu giày của mình được đứng form hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len và nút để làm cài phần dây quai. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Thì đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mẫu mặt đế giày len như thế này. Thì mẫu mặt đế này ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc rồi ha. Mình có để link ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo, cũng như là tham khảo cách tăng giảm size cho mặt đế giày trước, sau đó mình mới lên thân giày. Mẫu đế này của mình có chiều dài là 10,5cm, tương đương với xích đầu tiên mà mình gây nên sẽ là 14 mũi xích đầu tiên ha. Và vòng móc thứ ba, vòng móc ngoài cùng của mình là mũi nửa kép. Ở cái chân móc cuối cùng ở đây nè, ta chỉ móc 3 mũi móc đơn vào đây thôi ha. Khi đã kết thúc được cái mặt đế và lên một xích rồi ha, tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa và mình sẽ gây nên hàng móc đầu tiên. Đối với size giày này, mình không dán đế nên ta sẽ đưa mặt phải xuống phía dưới ha, đưa mặt trái lên trên. Những bạn nào mà dán đế giày á, thì các bạn sẽ quay ngược lại và mình sẽ đưa mặt trái xuống phía dưới nè. Thì mặt trái này mình sẽ dán đế giày vào ha. Hàng móc đầu tiên của phần thân giày các bạn sẽ để ý cho mình nè. Ở mỗi mũi móc của cái hàng móc thứ ba ở phần mặt đế, mỗi mũi nó sẽ có hai đường móc. Thì hàng móc đầu tiên của phần thân giày ta sẽ móc vào cái chân móc ở bên trong như thế này. Tất cả các cái chân móc ta đều móc như vậy ha. Và để ý ở phần mặt đế, hàng móc cuối cùng của phần mặt đế các bạn sử dụng mũi nào thì cái hàng móc đầu tiên của phần thân giày mình sẽ sử dụng mũi đó ha. Ở đây mình sử dụng mũi nửa kép nè, nên hàng đầu tiên của mình sẽ lên là mũi nửa kép. Đây sẽ là chân móc đầu tiên, ta sẽ đâm kim vào chân ở bên trong nè. Móc vào đó một mũi nửa kép. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép và cũng đâm kim vào chân bên trong như thế này. Tương tự chân kế bên, một mũi nửa kép. Các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng này ha. Cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Mặt đế mà là mũi móc đơn, ở cái hàng ngoài cùng thì ta sẽ móc mũi móc đơn ha. Nếu mà là mũi kép đơn thì mình sẽ móc mũi kép đơn. Tương tự cho đến hết vòng. Thì sau khi đã móc các cái mũi nửa kép đến cuối vòng, đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên ở vòng móc này, móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc vòng đầu tiên. Từ đây gây nên hai mũi xích. Thì phần thân giày của mình nó sẽ lên được một cái độ cao như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thay màu cho phần thân giày. Thì cách thay màu đối với size nhỏ và size lớn nó đều tương tự như nhau ha. Để cho cái mũi móc của mình nó không có quá nhiều sợi len thừa thì các bạn sẽ kéo nút dài ra và mình sẽ đẩy hết tất cả các cái sợi len này qua một bên nè. Đây là cái mũi móc mà mình gây nên hai xích rồi nè. Thì để ý cho mình, phía trước của cái mũi này là cái chân mà mình móc mũi dời kết thúc của vòng phía dưới. Thì các bạn sẽ di chuyển kim cho mình ra phía sau của sợi len này. Phía sau của nó sẽ là cái chân của mũi dời ha. Ta sẽ đâm kim vào chân của mũi dời này. Sau đó đưa một sợi len màu khác ra phía sau. Lưu ý là để cho mình một sợi len hơi dài nha, để mình giấu sợi len này vào trong mũi móc. Kéo len qua cái chân móc nè, nắm hết các cái sợi len màu trắng qua một bên. Từ đây gây nên hai xích. Di chuyển kim đến chân móc mà ta móc mũi dời kết thúc của vòng phía dưới á, đó sẽ là chân móc đầu tiên ha, móc vào một mũi kép đơn. Tất cả các cái size đều móc cho mình mũi kép đơn ở hàng móc này ha. Tiếp tục chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn.
Lưu ý khi móc các cái mũi ghép đơn này nè, sợi len thừa phía sau các bạn sẽ móc dấu vào trong mũi móc luôn nha, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Các bạn cứ móc tương tự cho mình, mỗi chân là một mũi ghép đơn. Mình sẽ móc các cái mũi kép đơn và các bạn để ý cho mình nè. Ở cái hàng móc đầu tiên của phần mặt đế, đây là chân móc mà mình móc 7 mũi kép đơn vào cùng chân móc nè. Thì sát đó nó sẽ có một cái chân kép đơn này, thì các bạn sẽ giống thẳng hàng lên cho mình ha. Chân kép đơn này, phía trên nó có một mũi kép đơn nè. Tiếp tục phía trên của mũi này sẽ có một mũi nửa kép. Và từ mũi nửa kép này ở phía trên nó cũng có một mũi nửa kép nữa ha. Thì các bạn cứ giống thẳng hàng lên cho mình. Từ đây nè, giống thẳng hàng lên và đánh dấu cho mình cái điểm này nha. Ta sẽ móc các cái mũi kép đơn cho đến chân móc mà mình đánh dấu đó. Cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha, đến chân móc mà mình đánh dấu. Sau khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu đó rồi thì các bạn lên một xích và mình sẽ bỏ qua cái chân móc mà mình vừa đánh dấu đó, di chuyển kim đến chân kế bên, móc một mũi kép đơn nè. Được một mũi kép đơn rồi thì hai chân kế tiếp mình sẽ tiến hành chụm lại thành một chân. Thì cách chụm như sau ha. Ta lấy len, đâm kim vào chân kế bên, kéo len qua chân móc. Sau đó kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân kế bên, kéo len qua chân móc, kéo len qua hai chân trên kim, sau đó kéo len cho mình qua hết ba chân trên kim. Từ đây gây nên một xích thì mình sẽ tạo ra được một cái móng đầu tiên như thế này ha. Để tiếp tục họa tiết thứ hai, các bạn cũng bỏ qua cho mình một chân kế bên và di chuyển kim đến chân kế tiếp nè, móc một mũi kép đơn. Tiếp tục hai chân kế tiếp sẽ chụm lại thành một chân, thì cách chụm tương tự giống như cái họa tiết đầu tiên này. Ta sẽ lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc ha. Kéo qua hai chân trên kim nè, sau đó kéo qua ba chân trên kim. Từ đây gây nên một xích. Ta sẽ có được họa tiết thứ hai. Làm tương tự cho đến khi mình có được tổng cộng là 5 họa tiết như thế này nha. Bỏ qua một chân nè, chân kế bên một mũi kép đơn. Sau đó hai chân kế tiếp chụm lại thành một chân. Kéo qua ba chân trên kim. Móc lên một xích. Ta được họa tiết thứ ba. Tiếp tục bỏ qua một chân, đâm kim vào chân kế bên một mũi kép đơn. Hai chân kế tiếp chụm lại thành một chân. Kéo qua ba chân trên kim. Lên một xích. Tương tự họa tiết cuối cùng, họa tiết thứ năm, bỏ qua một chân, đâm kim vào chân kế bên, móc một mũi kép đơn. Sau đó chụm lại hai chân kế tiếp thành một chân, lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo len qua ba chân trên kim. Khi ta đã có được tổng cộng là 5 họa tiết móng như thế này rồi ha, thì họa tiết móng này của mình nó cũng được chia đều ở cái phần đỉnh dày nè. Nó sẽ nằm gọn và chia đều ở phần đỉnh dày. Thì từ đây các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích và bỏ qua một chân kế bên, móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Và từ đây mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại, tức là mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mình sẽ móc tương tự như các cái mũi móc đầu tiên ha. Và móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến hết hàng móc này ha. Sau khi đã móc được đến cuối vòng rồi, kết thúc vòng móc này, di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên và ta móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc. Từ đây lên 2 xích.
móc kế tiếp mình sẽ tiến hành thay màu ha. Thì cách thay màu các bạn cũng kéo cho mình các cái sợi len màu đỏ qua một bên nè. Ở cái sợi len màu trắng phía dưới, guốc lại cho cái mũi móc của mình nó nhỏ lại. Và nó cũng tương tự như cái hàng màu trắng bên dưới, thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào phía sau của sợi len nè, tức là cái chân của mũi dời ha. Và mình sẽ kéo nút màu trắng đưa lên phía trên, guốc cái sợi len dài lại nè, kéo nút này qua chân móc, đưa hết các cái sợi len màu đỏ qua một bên nha. Sau đó từ đây móc lên cho mình hai mũi xích. Hàng móc thứ ba này, chân đầu tiên cũng là cái chân của mũi mà ta móc mũi dời kết thúc vòng thứ hai á, móc vào đó cho mình một mũi kép đơn. Tiếp tục di chuyển kim đến các chân kế bên, mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cái khoảng trống đầu tiên mà mình gặp ở đây, thì các bạn sẽ chừa ra cho mình một mũi kép đơn ở đây và cái khoảng trống này nha. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc các cái mũi kép đơn cho đến cái khoảng trống đầu tiên mà mình gặp, thì xét cái khoảng trống này nó có một cái chân của mũi kép đơn này, ta cũng không móc vào chân móc này ha, mà từ đây các bạn sẽ gây nên cho mình một xích. Sau đó mình di chuyển kim đến cái khoảng trống đầu tiên mà mình gặp, và cái khoảng trống này các bạn sẽ tạo cho mình một họa tiết. Thì họa tiết của mình được tạo như sau, ta tiến hành lấy len lên kim, đâm kim vào cái khoảng trống, kéo len qua chân móc, sau đó kéo qua hai chân trên kim, tiếp tục lấy len và đâm kim lần thứ hai vào cùng khoảng trống đó, kéo len, kéo qua hai chân trên kim, làm như vậy lần thứ ba, lấy len, đâm kim vào khoảng trống, kéo len và kéo qua hai chân trên kim, làm thêm một lần nữa ha, lần thứ tư nè. Khi đã đâm kim được 4 lần vào khoảng trống thì lúc này trên kim của mình sẽ có được 5 mũi móc. Các bạn kéo len cho mình qua hết chân trên kim. Sau đó từ đây gây nên một xích thì mình sẽ được một cái họa tiết đầu tiên cho hàng móc thứ ba. Khi đã nên được một xích rồi, tiếp tục tạo cho mình một họa tiết như vậy vào cái khoảng trống kế bên là chính giữa của hai cái móng phía dưới nè. Ta cũng lấy len 4 lần lên kim tương tự như cái họa tiết này ha. Lần thứ nhất nè, đâm kim vào khoảng trống, kéo qua hai chân nè. Lần thứ hai, kéo qua hai chân. Tiếp tục lần thứ ba. Lần thứ tư. Được 4 lần liên tiếp và kéo len qua hết chân trên kim. Gây nên một xích. Ta hoàn tất được họa tiết thứ hai. Các bạn làm tương tự cho các cái khoảng trống còn lại nha. Thì lúc này mình sẽ có tổng cộng là 6 họa tiết như thế này cho cái vòng móc thứ ba này. Lên một xích rồi nè, đâm kim vào khoảng trống kế tiếp này, lần lượt đâm kim 4 lần ha, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, sau đó kéo len qua hết chân trên kim, lên một xích, tiếp tục khoảng trống kế tiếp, lấy len và đâm kim 4 lần liên tiếp, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, kéo len qua hết chân trên kim, tiếp tục lên một xích, khoảng trống kế tiếp tương tự. Kéo qua hết chân trên kim nè, lên một xích, khoảng trống cuối cùng ha, là khoảng trống giữa cái móng cuối cùng và các cái mũi kép đơn bên này nè, ta cũng móc vào đây một họa tiết. Kết thúc họa tiết này cũng lên một xích nè, thì mình sẽ có được tổng cộng là 6 họa tiết liên tiếp với nhau ha, vào 6 cái khoảng trống phía dưới.
Thì từ đây các bạn tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc kế bên này. Ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên, thì đây sẽ là cái chân đầu tiên của cái móc bên này nè. Bỏ qua chân này và di chuyển kim đến chân kế bên ha. Móc vào ra một mũi kép đơn. Ta tiếp tục di chuyển kim đến các chân còn lại, mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến hết vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì tiếp tục đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên và móc một mũi dời để mình kết thúc vòng thứ ba. Móc lên một xích. Từ hàng móc thứ tư và cái phần dây quai mình sẽ không sử dụng màu này nữa. Ta sẽ tiến hành cắt cái sợi len này đi ha. Để thay màu thì các bạn cũng làm tương tự. Đâm kim vào chân của mũi dời kết thúc ở vòng móc phía dưới, là cái chân phía sau của sợi len thừa nè. Sau đó tiếp tục kéo cái nút màu đỏ lên chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Đối với vòng móc thứ tư này, các bạn cũng để ý cho mình ở phần mặt đế. Vòng móc thứ ba của phần mặt đế mình móc mũi gì thì ở cái hàng móc thứ tư bên trên này mình sẽ móc mũi đó ha. Ví dụ mũi đơn thì các bạn sẽ móc cho mình mũi đơn, còn mũi kép đơn thì ta móc mũi kép đơn. Còn ở đây mình móc mũi nửa kép nên cái hàng móc này mình sẽ móc mũi nửa kép. Mũi đầu tiên là cái chân móc này, các bạn cũng đâm kim lần lượt cho mình vào các chân móc này. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Chân bên cạnh cũng một mũi nửa kép nè. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái khoảng trống đầu tiên sát với cái họa tiết này nè ha. Khi mình đã móc được các cái mũi nửa kép cho đến cái khoảng trống đầu tiên mà mình gặp thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống đầu tiên này và các cái khoảng trống còn lại ha. Khoảng trống này mình sẽ móc mũi kép đơn nè. Tiếp tục di chuyển kim đến khoảng trống kế bên là chính giữa của hai họa tiết á, móc vào một mũi kép đơn nè. Chính giữa kế bên cũng móc một mũi kép đơn ha. Tương tự nè, mũi kép đơn. Tiếp tục mũi kép đơn vào khoảng trống thứ 5. Mũi kép đơn vào khoảng trống thứ 6. Và mũi kép đơn vào khoảng trống thứ 7. Là cái khoảng trống giữa họa tiết cuối cùng và các cái mũi kép đơn ha. Thì như vậy là mình sẽ có được tổng cộng là 7 mũi kép đơn ha. Các chân còn lại thì mình sẽ móc mũi nửa kép. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Khi đã móc được đến cuối vòng thì tiếp tục đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên, móc một mũi dời để mình kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái phần thân dài như thế này ha, tạo các cái họa tiết bên trên giống như là cái móng mèo nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần dây quai ở phía sau. Thì để xác định cái phần dây quai ở phía sau, các bạn sẽ dựa cho mình vào mặt đế. Đối với chiếc đầu tiên mà mình móc ha, thì ta sẽ dựa vào mặt đế nè. Toàn bộ cái phần mặt đế này các bạn sẽ chia cho mình ra làm 3 phần, chia tương ứng thôi nha, không cần phải chính xác lắm.
chia làm 3 phần, sau đó lấy 1/3 từ gót giày đi lên. Sau đó gióng thẳng lên phía trên. Thì cái phần dây quai của mình nó sẽ bắt đầu từ 1/3 từ gót giày đi lên của phần mặt đế ha. Các bạn sẽ móc cho mình đâm kim vào cái chân móc ở 1/3 này nè. Còn để xác định được mũi móc của cái chiếc thứ hai thì các bạn khi móc cái chiếc đầu tiên rồi, đếm cho mình số mũi móc từ cái mũi dời này lên được bao nhiêu mũi. Thì ở đây mình có được 13 mũi tổng cộng. Tính từ cái chân móc mũi dời kết thúc của hàng móc thứ tư ha. Thì mình sẽ đâm kim vào chân thứ 13 này. Đây là cách xác định của chiếc thứ hai ha. Đưa sợi len ra phía sau mũi móc nè. Kéo len qua chân móc. Móc lên 2 mũi xích. Đối với chiếc giày bên phải, các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi xích, sau đó mình sẽ đâm kim lần lượt vào các chân móc. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời ha. Móc vào một mũi kép đơn nè. Tiếp tục chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến khi ta gặp đôi phần mặt đế lại. Thì cái mũi móc kết thúc của cái phần dây quai này nó sẽ nằm ngang bằng với cái mũi đầu tiên mà mình vừa móc ở đây nè. Tức là các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi nào mà cái điểm cuối cùng nó nằm ngang và thẳng hàng với cái mũi móc đầu tiên là được. Đây là chiếc giày bên phải ha. Còn đối với chiếc giày bên trái, ta đâm kim vào chân thứ 13 này, kéo len qua chân móc. Chiếc giày bên trái các bạn sẽ tạo cho mình cái phần dây quai trước, móc lên cho mình khoảng tầm 15 đến 17 mũi xích. Thì ở đây mình sẽ móc lên 15 mũi xích ha. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và 15. Khi có được 15 mũi móc xích này, nó sẽ là cái phần dây quai rồi. Móc lên cho mình 3 mũi xích và đâm kim vào chân thứ 15, móc một mũi nửa kép. Được một mũi nửa kép rồi ha. Từ đây móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó ta sẽ bỏ qua chân kế bên và móc vào chân móc kế tiếp, tức là chân móc xích thứ 13, móc vào một mũi nửa kép. Tiếp tục lên một xích. Bỏ qua một chân và móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép. Thì như vậy là mình sẽ tạo ra được các cái khoảng trống để mình có thể cài nút vào điều chỉnh cho cái phần dây quai ha. Các bạn làm tương tự cho mình cho đến hết sợi dây. Ta cứ lên một xích nè, bỏ qua một chân và móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép. Tiếp tục lên một xích. Làm tương tự cho đến hết sợi dây. Sau khi đã móc được kết thúc cái sợi dây này rồi, thì cái mũi móc kế tiếp mà mình móc sẽ là cái chân móc mà mình bắt đầu móc của cái phần dây quai này á. Ta tiếp tục đâm kim vào cái chân móc đó và móc một mũi kép đơn ha. Sau đó tiếp tục lần lượt đâm kim vào các chân móc kế tiếp, mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn. Khi móc cũng giấu cho mình các cái sợi len thừa mà mình gặp vào trong mũi móc nè, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi ta gặp hai cái chân móc nằm phía đuôi của cái phần mặt đế. Tức là khi gặp đôi phần mặt đế lại nè, nó sẽ nằm ở phía cuối cùng của cái phần gót giày ha. Thì khi gặp hai cái chân móc cuối cùng
tức là hai cái chân móc mà nằm ở phần gót giày á, thẳng hàng lên nè, thì các bạn sẽ chụm lại cho mình hai chân cuối cùng này thành một chân. Thì ta cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc ha, sát cái phần gót giày. Sau đó kéo len qua hết chân móc trên kim nè. Thì khi ta bo lại hai mũi thành vượt một mũi bên trên thì nó sẽ giúp cho cái phần gót giày của mình nó có cái độ bo. Khi bé mang vào nó sẽ ôm sát phần chân của bé hơn ha. Các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn và móc cho mình cho đến chân móc thẳng hàng. Sau khi đã tạo ra được một cái phần thân sau rồi, khi gặp đôi phần mặt đế lại nè, thì cái điểm mà mình kết thúc cuối cùng đây nó sẽ nằm thẳng hàng với điểm đầu tiên mà mình bắt đầu ha. Và hai cái chân móc mình chụm lại nó sẽ tạo một cái góc nhọn lại nè, bo lại để mình có thể ôm sát vào gót chân của bé. Chiếc giày bên phải mà mình móc đầu tiên nè, khi các bạn móc cho mình các cái mũi kép đơn đến chân cuối cùng này, tức là ở cái phần này nè, các bạn sẽ tạo cho mình một phần dây quai ở đây, tương tự như phần dây quai mà mình vừa hướng dẫn, 15 hoặc là 17 mũi xích ha. Tạo các cái khoảng trống để cài nút nè. Sau đó kết thúc ở cái sợi dây này, các bạn móc lên cho mình 2 xích. Thì khi kết thúc chiếc giày bên phải hoặc là bên trái đều như vậy, các bạn đều di chuyển kim cho mình đến chân móc cuối cùng ở đây, móc vào một mũi dời. Sau đó móc lên một xích, kéo và cắt len. Dấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì ta sẽ hoàn tất được chiếc bên trái như thế này. Còn chiếc bên phải, khi móc cái sợi dây lên và tạo các cái khoảng trống cài nút rồi, mình cũng móc mũi dời vào cái chân móc cuối cùng ở đó ha. Móc mũi dời vào đó, sau đó dấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình sẽ có được một chiếc giày ở bên phải. Đây là chiếc giày bên phải ha. Tiếp tục khâu nút cho cái chiếc giày bên trái. Sau khi đã gắn cho mình một phần nút vào trong thân sau thì các bạn sẽ tiến hành cài nút cho mình vào các cái khoảng trống mà mình tạo ở phần dây quai. Ta sẽ hoàn tất được một chiếc giày ở bên trái nè. Đỉnh giày mình tạo các cái họa tiết, khi nhìn vào thì nó sẽ tương tự giống như cái móng mèo ha. Những bạn nào mà móc dán đế giày á thì các bạn sẽ dán cho mình mặt đế xốp vào mặt dưới của đế giày. Thì cách dán mình cũng hướng dẫn ở clip trước rồi ha. Các bạn cũng có thể nhấp vào link ở phần mô tả để tham khảo. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu giày họa tiết móng mèo như thế này. Chúc các bạn thành công!